Thật ra tôi chẳng có gì để nói cả. Kế hoạch kinh doanh đã đưa ra rồi, nói những câu cạnh khóe nào, tôi thấy chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi tin những lời cần nói, sếp cũng đã báo cáo với sếp cần rồi. Mà những lời của cô đều có ý nghĩa, còn những lời của chúng tôi thì chẳng có nghĩa lý gì. Cô vừa nhận được hợp đồng của một khách sộc đến thời của cô rồi. Giờ cô là quân át chủ bài trong bộ phận kinh doanh. Có việc gì mà làm khó cô đảm đương được chứ? Mà chúng ta đều trong đội kinh doanh. Giờ quan trọng nhất là làm thế nào hoàn thành được nhiệm vụ kinh doanh trước mắt. Tôi không hoàn thành được. Đi, cô nói xem. Tôi cũng không phải đuổi sắt, việc gì dễ làm được. Cứ xếp theo thành tích, ai không hoàn thành chỉ tiêu thì tự động hướng vào. Jerry, cô đừng đổ bụng những lời họ từ nói. Tôi biết. Chắc bạn hôm nay chạy nhiều hơn, không cẩn thận bị cọ vào đâu đó. Chúng tôi có đôi mới, cô lấy mà đi. Cảm ơn. Không cần đâu. Vậy sao được? Người biết thì nghĩ là cô bệnh viện không để ý, người không biết lại nghĩ là bộ phận kinh doanh ở NPL không có mắt nhìn. Là nhân viên kinh doanh, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Văn phòng tôi lúc nào cũng để vài bộ quần áo phòng trường hợp cần xử lý. Dây chuyền của chị đẹp của Hermes, bạn trai tôi tặng nhé. Jerry, phụ nữ ngoài sự nghiệp ra thì còn cần tình yêu, phải biết cách hưởng thụ cuộc sống. Cô mới chưa đến 30 mà đã có vết quầng thâm, vết nhăn ở mắt rồi. Tôi đang dùng loại kem dưỡng mắt tốt nhất để tôi giới thiệu cho cô nhé. Cảm ơn. Lát nữa đến chỗ tôi lấy giày nhé. Không cần đâu, hợp với chị chưa chắc hợp với tôi. Tôi sợ đi giày của chị lại thành ra không đi nổi. Cảm ơn.